Chào Giang Tỷ. Dạ. Hôm qua vừa thấp tóc mà vừa live stream đó ha. Dạ kính thưa quý vị, trong lúc nhiều một buổi tiệc thân mật thì chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một chương trình văn nghệ. Đứng bên kia, quay hồi tôi nói gì văn nghệ bắt đầu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nữ ca sĩ Thanh Thanh làm MC chương trình văn nghệ hôm nay. Xin quý vị cho một tràng vào tay để chào đón nữ MC Thanh Thanh. Dạ vâng, con xin cảm ơn chú Tuấn rất là nhiều. Phải nói là từ đầu tới bây giờ là chú Tuấn take care, lo hết cái phần nghi thức cũng như là cái phần giới thiệu quan khách và những cái phần quan trọng. Và cảm ơn chú Tuấn rất là nhiều. Năm đầu tiên mà Thanh Thanh được làm chung với lại chú Tuấn mà chú Tuấn đã lo hết rồi. Bây giờ là cái phần văn nghệ rất là nhẹ nhàng với tất cả quý vị. Và bây giờ Thanh Thanh đã thấy tất cả quý ông bà của chú bác đã đang thưởng thức những món ăn rất là ngon của nhà hàng Kim Sơn. Thì trong cái thời gian này sẽ là những cái bài hát mà tất cả quý ông bà của chú bác cũng như tất cả quý vị đồng hương đã rất là yêu thích trong những cái bài hát nói về quê hương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta phải về Việt Nam trước. Và với nhạc phẩm này, chúng con xin rất là hân hạnh để mà được giới thiệu đến tất cả quý vị, tất cả các chị trong nhóm Anh Thư Thiện Nguyện. Và quý vị đã biết là nhóm của tất cả các chị Anh Thư Thiện Nguyện lúc nào cũng là hướng về quê hương Việt Nam đất nước, lúc nào cũng là nghĩ về cho đồng bào ở trong nước của chúng ta, cũng như là ngay tại hải ngoại thì các chị tham gia trong tất cả những chương trình thiện nguyện, tất cả những chương trình nào nơi nào cần đến tất cả các chị đều có mặt, không những có mặt và còn ủng hộ về tinh thần tài chính cũng như là ủng hộ cho ban tổ chức trong tất cả mọi việc, trong cái khả năng của tất cả các chị. Xin tất cả quý vị chúng ta hãy bỏ đũa xuống một chút xíu, một tràng pháo tay thật lớn để gửi đến cho các chị trong ban Anh Thư Thiện Nguyện với nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Xin mời tất cả các chị. Cảm ơn MC Thanh Thanh rất là dễ thương. Dạ xin kính chào dân biểu, dạ quý cô chú bác, dạ ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện xin kính chúc một buổi thật là ngon miệng và mọi sự thành công cho tân hội trưởng hội cảnh sát. Dạ sau đây ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện xin trình bày ca khúc Việt Nam, Việt Nam của tác giả Phạm Duy. Dạ xin kính mời. Yeah.